Vâng, em xin chào các bác nha. Thì nay em về được một con cặp loa đầu 4 của bác Lân. Rất là lâu rồi mới về được một những cặp loa đầu 4, đó là 4412 4412 Student Monitor. Thì đa số là về toàn là đầu 3, 43 thôi. Đây là 44 nha các bác. Cặp này canh xanh, đặc trưng của dòng này rồi. Bass 30, 1 mic, 1 chép titanium. Đặc trưng dòng này sử dụng chép titanium và chép khá là mạnh. Loa thùng gỗ làng, cặp này em đang giao các bác là 23.500.000 trong đợt mùa hè, giá rất tốt. Các bác nào muốn sở hữu thì nhanh tay alo cho em, thì chỉ có một cặp này thôi nha các bác. 4412 Student Monitor. Và em xin phép là mở e-keng, tem cờ, tem treo đầy đủ cho các bác nha. Đây, thùng gỗ lại nha các bác, thùng gỗ lại đẹp keng nha, không cắn bể gì hết nha các bác. Lo tuyển về giá 23 năm bao ship nha các bác, chuyên khoản đủ thì vẫn bớt 200 cho các bác nha. Được tặng kèm một bộ dây loa trong đợt này nha các bác, khuyến mãi này nha. Nên các bác nào mình chốt loa trong thời điểm này thì được tặng kèm một bộ dây loa trị giá là 500.000 để các bác không cần phải tốn tiền mua dây loa nữa nha. Đấy, canh xanh trưng bày. Đấy, cặp này gọi là cũng là lướt thôi, còn cả tem này các bác, còn cả cái ni lông này chưa tháo này, mà cái bên này nó rất là mắc, rất bên nước ngoài rồi. Nói chung là rất là đẹp, tất cả bao zin tuyệt đối, loa chất Mỹ về chưa qua tay, sử dụng người Việt Nam nha bác. Student 434412 đây. Lo mic này các bác, tiếng lo rất đẹp luôn nha. Đây lo chép đom, chép titanium đúng không? Chép titan nha. Dòng mà này là chép titan. Hai vi tinh chỉnh nha các bác, 4412 hai vi tinh chỉnh. Đặc trưng dòng lo này thì hãng thiết kế để nệm hoặc là để đứng cũng được, kiểu như lo AR các bác. Về Việt Nam thì chúng ta thường thường để đứng. Nó kiểu như lo AR của Mỹ vậy đó. Đây các bác thấy lo bass này. Dòng 44 thì nó sử dụng bass gần mút. Còn mút nha bác, nên là tiếng bass cực kỳ check nha, và đánh những dòng nhạc tiết tấu nhanh cực kỳ hay. Tiếng bass check khỏe mạnh như L12 đó. Lỗ thông hơi khá là lớn cho giá trầm cực kỳ mạnh. Đây, tiếng lo bass. Đẹp ngắt ngay này các bác, không xem. Căng theo lo nha các bác, cực đẹp luôn nha. 23.500.000. Đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì bớt 200. Còn 23.300.000 được tặng kèm một bộ dây loa trong thời điểm này. Bác nào chốt cặp 4412 này thì alo cho em nha. Thì sau đây em mời các bác cùng xem thùng quách nha, còn tuyến loa đẹp keng hết, không còn vàng luôn nha. 4412 dòng đầu 4 tuyệt vời, càng xanh dòng Student nữa có. Đây là phía trên nữa có, nè em đã quay các bác rồi, vừa nghi vừa trưng bày. Thì những dòng mà loa JBL càng xanh nó đạt chỉ số mà gọi là trưng bày nó cao hơn. Đây các bác, thùng vách này nói chung không cắn gì cho các bác, đẹp keng luôn nha. Tổng quan thùng là thùng gỗ lạng, đặc trưng cái dòng loa JBL. Những cặp này là hàng Mỹ nòi nha bác, California USA nha. Lên đầu 4 thì những cặp loa này đều đã được trang bị là trạm loa bắp chuối mo chim rồi nha, nên các bác có thể sử dụng những dòng dây loa cao cấp sử dụng bắp chuối rất là tiện. Các bác chỉ cần cắm phía sau thôi, hay là phía bên tay trái nha. Để các bác cùng xem chiếc loa đẹp keng hết, đẹp không điểm trừ. Là phía sau là trạm loa. Đấy, cũng là phía sau cũng là gỗ luôn nha các bác, phía sau là gỗ luôn nha, trạm loa mới keng. Rồi thì tổng quan cặp loa các bác cũng đã xem rồi, nói chung là vuông thành cấu cạnh đấy, tất cả bao zin tuyệt đối, lo rất đẹp, tem cờ còn nguyên, tem ni lông cũng còn một bên đấy, do bên kia rớt các bác. Bắt đầu chốt cặp này thì alo cho em, 23.500.000 chuyển khoản đủ bớt 200, còn 23.300.000 có kèm theo một bộ dây loa trị giá là 500.000. Dây loa thì em gửi kèm các bác là trong dịp này là dây loa AuroQuest của Mỹ nha. Đối với cặp này thì các bác sử dụng những âm đi Lukman 308, 309 hay là những dòng Lukman cổ cũng được, 507, 505 đều đánh tốt, là những dòng Sansui, Receiver vân vân, 707, 607 đánh tốt hết nha các bác. Chỉ cần 150W trở lên là các bác đã khai thác tốt cặp 4412 này rồi. Trợ kháng là 8 ohm, đặc trưng dòng loa JBL L của Mỹ. Rồi em chiếc xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Và các bác đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha.